Sau tiếng nổ lớn kèm theo chuỗi tiếng động mạnh, 5 căn nhà giáp ranh một cơ sở sản xuất trầm hương trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bị sập tường, một bé gái 10 tuổi bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ nổ này. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, vụ nổ xảy ra khoảng 15 giờ chiều hôm qua 15 tháng 10 tại một công ty trách nhiệm hữu hạn Trầm Hương do người đàn ông 42 tuổi quê Quảng Nam làm giám đốc. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ nồi hấp tinh dầu trầm số 3 làm cháy hệ thống dây dẫn điện và gây ảnh hưởng đến kết cấu tường của căn nhà. Tầng trệt ngôi nhà được sử dụng làm xưởng gia công hấp tinh dầu trầm. Vụ nổ làm bé gái 10 tuổi ở gần hiện trường bị bầm ở vùng trán bên trái. 5 căn nhà xung quanh bị sập tường, sập la phong, bể cửa kính, xe máy hư hỏng. Hiện trường sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa, phục vụ công tác điều tra.